Tính đến ngày 2 tháng 12, toàn tỉnh Yên Bái đã có 131 trường hợp mắc sởi, tập trung chủ yếu ở hai huyện miền núi vùng cao là Mù Cang Chải và Văn Chấn. Đa số các trường hợp nặng đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện huyện Mù Cang Chải và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân của các ca bệnh đều do không tiêm mũi vaccine sởi nhắc lại. Do đó, Trung tâm Y tế Dự phòng Yên Bái đang làm báo cáo lên Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng miền Bắc xin cấp 30.000 mũi vaccine phòng sởi để sử dụng tiêm cho trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 15 tuổi. Nếu số lượng vaccine này được nhanh chóng bổ sung, sẽ là điều kiện để tỉnh Yên Bái khống chế dịch sởi trên địa bàn.